Ariana Grande có lẽ là cái tên gây nhiều thất vọng nhất cho khán giả yêu nhạc trong 24 giờ qua, khi nữ ca sĩ đăng trên trang cá nhân việc hủy show diễn tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi đêm nhạc diễn ra. Theo phía nữ ca sĩ, là vì lý do sức khỏe nên phải hủy bỏ đêm diễn đã được bán vé suốt 2 tháng. Tất cả những gì khán giả nhận được là lời xin lỗi ngắn gọn từ ban tổ chức và những dòng story trên Instagram của Ariana. Tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tháo gỡ các trang thiết bị ngay trong đêm. Được biết, sân khấu đầu tư kỹ lưỡng với trang thiết bị âm thanh ánh sáng từ nước ngoài đã lắp ráp suốt một tuần để chuẩn bị cho show diễn. Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng yêu cầu phòng nghệ thuật và đơn vị biểu diễn giải trình để có hướng xử lý cụ thể. Thưa quý vị, nối tiếp thông tin tặng bằng khen giáo sư âm nhạc cho ca sĩ Ngọc Sơn, chiều qua, Bộ Công Thương đã yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam giải trình vụ việc trước ngày 25 tháng 8. Chính phủ có quy định rất rõ ràng về đơn vị có quyền hạn phong hàm giáo sư là Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ xem xét các tiêu chí đề xuất Thủ tướng mới được phong tặng hàm giáo sư. Sau khi nhận được báo cáo và dựa trên quy định của pháp luật, Bộ sẽ thông tin cụ thể các nội dung liên quan đến các cơ quan báo chí truyền thông trong thời gian sớm nhất. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa tổ chức các đêm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu album mới mang tên Tình Bơ Vơ, sản phẩm nằm trong dự án kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ. Album thể hiện hoài niệm của Mr. Đàm về Sài Gòn xưa với 14 ca khúc bolero nổi tiếng như Tình Bơ Vơ, Con đường xưa em đi, Chuyến tàu hoàng hôn, v.v. Sau các buổi diễn tri ân khán giả thành phố Hồ Chí Minh, Đàm Vĩnh Hưng sẽ mang live show Sài Gòn bolero và Hưng ra Hà Nội vào ngày 26 tháng 8 tới. Phim ngắn ca nhạc đặc biệt có sự góp mặt của hai nam ca sĩ điển trai là Isaac và Subin Hoàng Sơn. Sản phẩm khá đáng yêu khi xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước của hai nhân vật chính là Emily và Trần Quốc Anh. Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh này có thể xoa dịu trái tim đang tổn thương của cô gái?